tin Vatican Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện phụng vụ. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc huấn luyện phụng vụ cho hàng giáo sĩ và cộng đồng dân Chúa. Đồng thời, ngài cổ vũ sự cộng tác của các hội đồng giám mục với bộ phụng tử của tòa thánh. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 2 năm 2019 dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích, nhóm tại Vatican từ ngày 12 đến sáng ngày 15 tháng 2, về việc huấn luyện phục vụ cho dân chúa. Trong số các tham dự viên, có 22 hồng y, 18 tổng giám mục và 11 giám mục thành viên của Bộ đến từ Nam Châu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cần vun trồng sự thường huấn cho các giáo sĩ và giáo dân nhất là những người dẫn thân trong các công tác phục vụ, phụng vụ. Về các thừa tác viên thánh chức, hướng tới nghệ thuật cử hành làn mặn, lời nhắc nhở của công đồng vẫn có giá trị đó là tuyệt đối cần thiết dành chỗ đứng thứ nhất cho việc huấn luyện giáo sĩ về phụng vụ. Trước đó, Đức Thánh Cha cảnh giác các tên hữu hãy tránh những thái độ cực đoan về phụng vụ, những thái độ ý thức hệ vô ích, coi những ý tưởng riêng của mình có giá trị trong mọi bối cảnh, để rồi chống đối những người không quan niệm như mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi người ta tiếc nuối thương khóc những xu hướng quá khứ, hoặc muốn áp đặt những điều mới mẻ, thì người ta có nguy cơ đặt thành phần lên trên toàn thể, đặt cái tôi trên dân chúa, đặt trừu tượng trên cụ thể, đặt ý thức hệ trên tình hiệp thông, đặt điều trần tục trên điều thiên liêng. Thank you.